Chào các bạn, hiện nay mình đang là loại tinh dầu oải hương Yuliho mà mình đặt mua tại Lazada. Cái mức giá mà khi mình mua nó vào tầm độ khoảng, nếu mình không nhầm, một trong khoảng dưới 100.000 cho một loại tinh dầu 10ml này. Và hôm nay mình sẽ làm một video mở hộp cũng như là đánh giá cái mùi hương và tác dụng cũng như cách sử dụng cái loại tinh dầu oải hương này. Cái sản phẩm mình đang có ở đây chính là tinh dầu oải hương Yuliho 10ml các bạn nhé. Bởi vì là có cùng là tinh dầu oải hương mà cũng có rất nhiều cái thương hiệu khác nhau, nên là các bạn lưu ý đây là thương hiệu của Yuliho. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này ra. Nếu như các bạn nhìn thấy thì khi Lazada vận chuyển cho mình thì họ đóng gói trông cũng khá là đẹp mắt và cẩn thận đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp ra xem bên trong sản phẩm này có những gì. Đầu tiên như các bạn nhìn thấy là sản phẩm được để trong một cái hộp bìa cứng màu trắng trông khá là đẹp mắt. Cái dòng chữ mà các bạn nhìn thấy đây đó là Yuliho, đây thương hiệu là Yuliho và tinh dầu thiên nhiên, tức là nó được chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên nhé, chứ không phải là tinh dầu nhân tạo đâu nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đây là địa chỉ của cái công ty sản xuất ra cái tinh dầu này đó, các bạn truy cập vào địa chỉ yuliho.net này để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về cái công ty này, hoặc là đây nó có địa chỉ sản xuất rõ ràng, đây là một công ty của Việt Nam nhé. Như các bạn nhìn thấy cái sản phẩm này nó có một cái tem dán ở bên trên này, cái tem này nó có in hình bông hoa oải hương ấy, nó giúp các bạn nhận biết được rằng là bên trong này chứa lọ tinh dầu oải hương, còn ở trên cái vỏ hộp này thì nó không hề có bất cứ một cái chữ nào ghi là tinh dầu oải hương cả. Các bạn muốn mở hộp cái sản phẩm này ra từ phía bên trên này thì bắt buộc các bạn phải xé ra cái tem này. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem phía bên trong này nó có cái gì nhé. Ở bên trong này thì không có một cái giấy tờ gì cả, mà chỉ có một lọ tinh dầu ở đây. Như các bạn nhìn thấy bên trong này chỉ có một lọ tinh dầu duy nhất này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về cái lọ tinh dầu này. Cái lọ tinh dầu này là có dung tích là 10ml, cho nên là có thể nói rất là nhỏ lắm. Bên trên này nó có ghi dòng chữ này, tinh dầu oải hương này, đó, lavender. Bên dưới này có in hình bông hoa lavender này. Cạnh bên này ấy, thì nó có ghi công dụng của tinh dầu oải hương, ví dụ như là có giúp xoa dịu này, khôi phục cân bằng tinh thần và thể xác này, giảm thể chết này, xoa dịu cơ bắp này, điều trị một số bệnh về da như mụn và nám này. Hướng dẫn sử dụng thì nó có ở đây là nhỏ từ 3 đến 5 giọt tinh dầu vào để xông tinh dầu và để xông phòng. Một cái lưu ý đó là tránh xa tầm tay trẻ em. Còn hạn sử dụng của cái tinh dầu này ấy, thì các bạn nhìn ở trên này, đây các bạn nhìn trên này hạn sử dụng của nó đến ngày 10 tháng 10 năm 2020, tức là theo như mình biết thì nó phải có hạn sử dụng tầm khoảng 2 năm. Thế tuy nhiên thì tốt nhất là khi các bạn mới bóc cái sản phẩm này ra ấy, thì chỉ nên sử dụng trong khoảng độ 3 đến 6 tháng thôi là phải sử dụng hết, chứ không nên để lâu quá bởi vì nó sẽ làm giảm chất lượng của tinh dầu. Tinh dầu này nó được sản xuất tại Bulgari với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên và có dung tích là 10ml. Cái dòng chữ này thực sự là nó hơi bé nên có thể các bạn sẽ khó mà có thể đọc được. Ngoài Yuliho thì tinh dầu oải hương cũng được sản xuất bởi rất nhiều các thương hiệu khác, và một trong số những thương hiệu phổ biến ở Việt Nam đó chính là Lavender. Đây cũng là một thương hiệu Việt Nam, nên các bạn có thể nhìn thấy đó, tinh dầu Lavender oải hương của Lavender. Cái hộp của cái sản phẩm này thì trông có vẻ như là nó đẹp hơn, chất lượng hơn, và bên ngoài nó ghi hẳn cái tem, nó có hẳn cái tem dán rất là lớn in hình cái loại tinh dầu này, nhưng nó không phải là cái tem nhỏ xíu của Yuliho. Còn bên trong cụ thể của cái loại tinh dầu như thế nào ấy, thì các bạn có thể chờ mình làm một video mà hộp có đánh giá riêng cái loại tinh dầu này. Và trong video này chúng ta chỉ nói đến tinh dầu oải hương của Yuliho thôi. Cái loại tinh dầu này ấy, thì tinh dầu, để cho bạn nào chưa biết thì tinh dầu oải hương hay còn gọi là tinh dầu lavender được chiết xuất từ loài cây có tên khoa học khá là dài, nhưng mà tên tiếng Anh của nó chính là lavender. Đây là một loài cây bụi có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Có thể nói là tinh dầu oải hương là một trong số những loại tinh dầu
phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Nếu mà nói ở Việt Nam ấy, thì tinh dầu xả mới là loại tinh dầu phổ biến nhất. Nhưng mà nếu mà xét trên quy mô toàn thế giới thì có lẽ tinh dầu bảo hương là một trong những loại tinh dầu phổ biến nhất và được dùng nhiều nhất. Cái tác dụng nổi bật nhất của loại tinh dầu này đó chính là cái tác dụng giúp thư giãn tinh dầu thần, là giảm stress căng thẳng và giúp cho bạn dễ ngủ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua về cái tác dụng của tinh dầu bảo hương nói chung cũng như là tinh dầu bảo hương của Hương Hương nói riêng. Đầu tiên nó có chứa nhiều các chất chống oxy hóa cho nên giúp chống lại cái quá trình oxy hóa. Tác dụng thứ hai đó là nó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường này, nó giúp hạ đường máu này, giúp giảm cân, ngăn chặn rối loạn chuyển hóa cũng như là ngăn chặn rối loạn chức năng gan thận. Những cái khả năng này đều là những cái khả năng rất là tốt. Tác dụng thứ ba đó chính là giúp cải thiện tâm trạng, chống stress, chống trầm cảm. Khi mình nói trước đây chính là cái tác dụng nổi tiếng nhất của tinh dầu bảo hương. Tác dụng tiếp theo đó là nó giúp chữa lành những vết bỏng cũng như là những vết thương ở trên da. Tiếp theo nữa là ngoài những tác dụng này là theo dụng tinh thần thì nó còn giúp làm giảm đau nhiều đầu rất là hiệu quả, và nó cũng giúp cải thiện chất và nó cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tác dụng cuối cùng đó chính là cái tinh dầu bảo hương có khả năng chăm sóc da và tóc nhờ cái khả năng chống oxy hóa, chống viêm, nên là tinh dầu lavender cũng có tác dụng nhờ khả năng chống oxy hóa, chống viêm, nên là nó cũng rất phù hợp để chăm sóc sắc đẹp. Sau đây là mình sẽ trình bày với các bạn cách sử dụng cái tinh dầu ở trong nói chung cũng như là tinh dầu vi hô nói riêng này. Đầu tiên ấy, thì các bạn có thể sử dụng một cách phổ biến nhất đó chính là sử dụng đèn chiếu sáng tinh dầu. Như các bạn nhìn ở góc phía xa này là mình đang có một cái đèn chiếu sáng tinh dầu đây ấy. Và cách sử dụng này nó giúp chiếu sáng tinh dầu trong không khí, từ đó là giúp bạn thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng, tạo nếp ngủ ngon và chống trầm cảm. Cách sử dụng thứ hai đó là các bạn xoa trực tiếp lên vùng cổ ngực. Cách này giúp bạn dùng nó như một loại nước hoa thiên nhiên, đồng thời nó cũng giúp hạn chế các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Để chăm sóc tóc thì các bạn có thể xoa cái loại tinh dầu này lên tóc. Cách này thì giúp làm sạch da đầu và tóc, giúp cho tóc rất khỏe, đồng thời cũng có thể giúp cho bạn sử dụng nó như một loại nước hoa thiên nhiên. Các bạn cũng có thể thêm nó vào nước tắm hoặc dầu gội. Tất nhiên là các bạn còn một cách sử dụng nữa ở trên da, đó chính là các bạn trộn nó với các loại dầu dẫn, ví dụ như là dầu dừa, dầu jojoba hay dầu argan, để có thể sử dụng nó cho việc chăm sóc sắc đẹp. Ngoài ra thì các bạn có thể trộn nó với tinh dầu trầm hương hoặc là tinh dầu dừa về thoa lên da mặt vào buổi sáng để cung cấp độ ẩm cũng như hạn chế mụn và nếp nhăn trên da. Để chữa lành các vết thương cũng như là vết bỏng trên da thì các bạn có thể pha nó với dầu dừa rồi xoa lên da. Tuy nhiên thì khi sử dụng thì các bạn cần phải đảm bảo giữ vệ sinh thật tốt, nếu không thì có thể dẫn đến nhiễm trùng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng các loại tinh dầu này vào các công thức nấu ăn. Tinh dầu bảo hương rất hợp khi kết hợp với tiêu đen, táo chanh, mật ong và quả tuyệt quất. Những cái tác dụng và những cách sử dụng mà mình nói lên trên ấy, thì nó chỉ là phần ngắn gọn thôi, nó không đi chi tiết và cụ thể. Nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về tinh dầu bảo hương ấy, cũng như là tinh dầu bảo hương của Hương Hương ấy, thì các bạn có thể tham khảo những link mà mình để dưới phần mô tả video. Bây giờ thì mình sẽ thử mở cái lọ này ra và ngửi thử xem là cái mùi hương của cái tinh dầu như thế nào. Rất xin lỗi các bạn là do hạn chế là công nghệ nên là mình không thể giúp cho các bạn cảm nhận được cái hương vị này, cho nên là có thể mình sẽ thay các bạn để ngửi thử xem nó như nào. Khi sử dụng thì cái này nó không có cái chấm để hút ra để nhỏ giọt nhé, mà các bạn sẽ lắc nó ra. Cách đơn giản nhất thì bây giờ là các bạn để nó cách mỗi tầm 3-5 cm và ngửi thử. Bây giờ thì mình sẽ ngửi thử xem nó như nào. Thực sự thì rất thơm các bạn ạ. Mùi hương của cái loại tinh dầu này rất thơm và quyến rũ. Còn thơm và quyến rũ như nào thì các bạn hãy tham khảo địa chỉ mua mà mình để ở dưới phần mô tả video nhé. Bây giờ thì có lẽ video đã dài rồi. Cuối cùng thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.